Trong lòng rừng sâu, nơi mà bóng tối vây quanh và âm thanh của cuộc sống hoang dã vang lên, tồn tại một sinh vật vương giả, mạnh mẽ và huyền bí, hổ Siberia. Được biết đến với cái tên chúa tể rừng Taiga, hổ Siberia không chỉ là biểu tượng của sức mạnh về cơ thể mà còn là một biểu tượng của sức mạnh về sự sống. Nổi bật trong hàng loạt các phân loài hổ, hổ Siberia không chỉ là kẻ khổng lồ với kích thước lớn nhất mà còn là một trong những loài săn mồi hàng đầu trong họ mèo lớn. Sinh sống chủ yếu ở vùng núi Sikhotlin, một vùng hoang dã ở phía tây nam của tỉnh Primorsky Krai ở vùng viễn đông Nga. Hổ Siberia đã từng là vua của rừng rậm, trải rộng từ bán đảo Triều Tiên đến phía đông Mông Cổ. Nhưng sức mạnh của loài này đang dần tan biến. Vào năm 2005, chỉ còn khoảng 331 đến 393 cá thể hổ Siberia được ghi nhận, với con số này giảm mạnh do sự săn bắn và mất môi trường sống. Tuy nhiên, nhờ vào các nỗ lực bảo tồn mạnh mẽ, số lượng hổ Siberia đã tăng lên đáng kể, với 562 cá thể hoang dã được ghi nhận vào năm 2015. Nhưng sức mạnh của hổ Siberia không chỉ nằm ở kích thước vững mạnh và khả năng săn mồi tài ba. Nghiên cứu di truyền đã cho thấy rằng loài này có mối quan hệ chặt chẽ với hổ Ba Tư, chỉ ra sự hòa trộn và di cư qua các vùng địa lý và thời kỳ lịch sử khác nhau. Tổ tiên chung của hổ Siberia và Ba Tư được cho là đã xâm chiếm Trung Á từ Trung Quốc, sau đó tiến vào Siberia và Viễn Đông Nga, thiết lập quần thể hổ Amur. Nhưng bí ẩn của hổ Siberia không chỉ là về nguồn gốc và tiến hóa. Nghiên cứu di truyền mới nhất đã tiết lộ sự đa dạng và sự kết nối giữa các quần thể hoang dã và nuôi nhốt, đồng thời cảnh báo về sự mất mát đa dạng di truyền và nguy cơ từ các yếu tố môi trường và lịch sử. Trong cuộc chiến với thời gian và sự can thiệp của con người, hổ Siberia đang nỗ lực để tồn tại và tiếp tục là người chiến thắng trong rừng sâu của Taiga, biểu tượng vững chắc của sức mạnh và sự sống mãnh liệt. Hổ Siberia là một trong những loài hổ lớn nhất trên thế giới và có kích thước vô cùng ấn tượng. Với cơ thể mạnh mẽ và khối lượng lớn, chúng là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền trong thế giới động vật hoang dã. Kích thước của hổ Siberia không chỉ là ấn tượng mà còn là số liệu đáng kinh ngạc. Một con hổ đực hoang dã đã được ghi nhận với chiều dài lên đến 3,5m và trọng lượng gần 300kg. Tuy nhiên, con số này không phải là giới hạn tối đa, với một số báo cáo nêu rằng có con hổ đạt trọng lượng lên đến 465kg. Các con cái cũng có kích thước lớn, dù thường nhẹ hơn đôi chút so với con đực. Mặc dù trong những năm 1980, trọng lượng trung bình của hổ Siberia có vẻ nhỏ hơn, nhưng vẫn ấn tượng, với con đực trung bình nặng từ 180 đến 306kg và con cái từ 100 đến 167kg. Tuy nhiên, sự giảm trọng lượng này được giải thích bằng nhiều nguyên nhân, bao gồm sự săn bắn tràn lan và các tình huống xung đột với con người. Ngoài kích thước ấn tượng, hộp sọ của hổ Siberia cũng rất đáng chú ý. Với kích thước lớn và cấu trúc mạnh mẽ, hộp sọ của chúng giống như của một con sư tử. Vùng da mặt dày và chắc chắn, bảo vệ răng nanh sắc bén của chúng khi săn mồi. Bộ lông của hổ Siberia cũng là một đặc điểm nổi bật, đặc biệt là vào mùa đông. Lớp lông dày và rậm giúp chúng chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt của mùa đông Siberia. Mặc dù màu lông thường nhợt nhạt, nhưng có sự biến đổi trong màu sắc và chiều dài, tạo ra những biến thể độc đáo trong quần thể. Về phân bố và môi trường sống, hổ Siberia từng sinh sống ở rất nhiều nơi khác nhau, từ bán đảo Triều Tiên đến vùng viễn đông của Nga. Tuy nhiên, số lượng hổ hoang dã hiện nay có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, với các nỗ lực bảo tồn đang được triển khai để bảo vệ loài này khỏi sự tuyệt chủng. Hổ Siberia không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền trong thế giới động vật, mà còn là một loài động vật đáng ngưỡng mộ với kích thước ấn tượng và sự thích nghi tuyệt vời với môi trường sống khắc nghiệt. Loài hổ Siberia, với khả năng di chuyển lên đến 1.000 km, là biểu tượng của sự linh hoạt và sự thích ứng với môi trường sống. Điều này cho thấy sự khả năng tìm kiếm thức ăn và tồn tại của chúng trên một phạm vi rộng lớn mà không bị gián đoạn bởi các rào cản tự nhiên hoặc con người. Nghiên cứu về mật độ quần thể hổ Siberia cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu lãnh thổ và mật độ dân số. Các số liệu thống kê cho thấy mật độ của quần thể hổ đã tăng lên một cách đáng kể sau khi chúng được bảo vệ chống lại sự săn bắn trái phép và ảnh hưởng tiêu cực từ con người. Sự gia tăng này chủ yếu là do số lượng cá thể trưởng thành tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và tăng trưởng của loài. Hổ Siberia không chỉ chia sẻ môi trường sống với báo Amur mà còn sinh sống ở độ cao thấp hơn so với báo. Điều này cho thấy sự linh hoạt và sự thích ứng của chúng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
hồ Siberia giao phối quanh năm, với con cái thể hiện sự sẵn lòng thông qua các dấu hiệu hóa học và vật lý. Thời gian mang thai của con cái kéo dài từ 3 đến 3.5 tháng, sau đó chúng sẽ sinh ra một lứa các con, thường là từ 2 đến 4 con, nhưng có thể lên đến 6 con. Con non sinh ra sẽ được mẹ che chở và bảo vệ cho đến khi chúng có đủ khả năng tự chăm sóc. Cuộc sống của hổ Siberia sau khi trưởng thành phụ thuộc nhiều vào giới tính. Con cái thường sống lâu hơn và giữ lại với mẹ của chúng lâu hơn, trong khi con được sẽ rời xa để sống tự lập. Điều này tạo điều kiện cho cuộc sống độc lập và đồng thời tăng nguy cơ bị thương trong môi trường tự nhiên. Hổ Siberia là một thợ săn tài ba, chúng săn mồi từ nai lớn đến thỏ nhỏ và cá hồi. Nghiên cứu cho thấy sự thay đổi trong chế độ ăn uống của chúng theo mùa, với lượng tiêu thụ thức ăn trung bình hàng ngày tăng cao trong mùa đông khi chúng săn mồi lớn hơn. Dù có thể săn bắn các con mồi lớn, hổ Siberia thích nhắm mục tiêu là những con mồi nhỏ hơn khi số lượng chúng dồi dào. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận và săn mồi của chúng, giúp chúng tối ưu hóa năng suất săn mồi trong môi trường sống đa dạng của mình. Hổ Siberia, với vẻ uy nghiêm và sức mạnh tàn bạo, không chỉ là kẻ săn mồi vương miện trên vùng đất của nó mà còn là mối đe dọa đối với các đối thủ khác trong hệ sinh thái. Trận đấu giữa hổ Siberia và gấu nâu, như được mô tả tại bảo tàng Vladivostok, là một minh chứng sống động về cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai loài động vật khổng lồ. Gấu nâu, với khối lượng cơ bắp và sức mạnh tự nhiên, không phải lúc nào cũng dễ bị hổ Siberia đánh bại. Dù là người phải chịu tổn thất nhiều hơn trong cuộc chiến với hổ, gấu nâu vẫn có những chiến thuật đầy mưu mẹo để đối phó. Một số báo cáo đã ghi nhận những trường hợp gấu nâu tấn công và giết chết hổ, đặc biệt là khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc khi tranh chấp về con mồi. Trong cuộc đấu tranh dưới sự lấn át của hổ, gấu nâu thể hiện sự dũng cảm và sự kiên nhẫn, không ngần ngại đối đầu với kẻ thù lớn hơn. Sự cạnh tranh giữa hổ và sói cũng là một khía cạnh đáng chú ý của hệ sinh thái Siberia. Trong các khu vực mà hổ và sói chia sẻ phạm vi sống, hai loài này thường xuyên va chạm với nhau. Hổ Siberia có khả năng giảm số lượng sói, thậm chí đến mức làm cho chúng trở nên ít quan trọng đối với hệ sinh thái. Sự cạnh tranh về thức ăn và không gian sống giữa hổ và sói thường dẫn đến những cuộc đấu đá không khoan nhượng. Ngoài ra, linh miêu cũng là một đối thủ mà hổ Siberia phải đối mặt. Mặc dù không phải là một con mồi ưa thích, nhưng hổ vẫn có khả năng giết và ăn linh miêu trong một số trường hợp. Sự cạnh tranh giữa hai loài này có thể làm thay đổi động lực sinh học của khu vực và tạo ra những tác động không mong muốn đối với hệ sinh thái. Hổ Siberia, biểu tượng của sức mạnh hoang dã và sự đa dạng sinh học, đối diện với những đe dọa nghiêm trọng đến từ con người và mất môi trường sống. Trong số những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất trên thế giới, hổ Siberia đứng trong danh sách đen, chỉ còn lại khoảng 400 cá thể trong tự nhiên. Đối mặt với những thách thức từ việc săn bắt trái phép đến mất môi trường sống, quần thể hổ Siberia đang giảm sút và đứng trước nguy cơ tiêu biến. Phân tích di truyền đã chỉ ra rằng quần thể hổ Siberia đang trải qua sự suy giảm đáng kể về tính đa dạng gen, với số lượng cá thể đóng góp gen rất thấp. Hơn 90% số hổ sống tập trung ở vùng núi Sihotkerlin, ngăn cách quần thể phụ này với các quần thể nhỏ hơn ở các khu vực khác. Sự suy giảm này là kết quả của mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, đặc biệt là trong mùa đông khi lớp tuyết dày đặc làm tăng nguy cơ cho hổ trở thành mục tiêu dễ dàng. Ngoài ra, mất môi trường sống và thay đổi khí hậu cũng làm suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên của hổ Siberia. Mùa đông kéo dài và nhiệt độ xuống thấp không chỉ làm cạn kiệt nguồn thức ăn mà còn đẩy hổ phải tìm kiếm ở gần các khu vực dân cư, tăng nguy cơ bị săn bắn. Mặc dù các chính sách bảo vệ được thiết lập, nhưng việc thực thi vẫn gặp khó khăn do sự ngang nhiên của những kẻ săn trộm. Trong quá khứ, sự phá rừng bất hợp pháp và việc săn bắn trái phép đã làm suy yếu quần thể hổ Siberia. Tuy có những nỗ lực bảo tồn từ các tổ chức và chính phủ, nhưng sự gia tăng hoạt động kinh tế và phá rừng vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với loài này. Tuy nhiên, cũng có những nỗ lực bảo tồn đáng kể. Các dự án như dự án hổ Siberia đã tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc tăng cường giám sát và bảo tồn quần thể hổ Siberia. Việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia như Nga và Trung Quốc cũng mang lại hy vọng cho việc bảo tồn loài này trên diện rộng hơn. Ngoài môi trường tự nhiên, hổ Siberia cũng được nhân giống trong điều kiện nhốt nhân để đảm bảo sự đa dạng gen và tạo ra những quần thể mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt cũng đặt ra những thách thức về việc giữ gìn tính toàn vẹn gen và môi trường sống tự nhiên cho loài hổ này. Với vai trò biểu tượng trong văn hóa và thế giới tự nhiên,
hổ Siberia đang đối mặt với những thách thức lớn nhưng cũng nhận được sự quan tâm và nỗ lực bảo tồn từ cộng đồng quốc tế. Việc bảo tồn loài này không chỉ là việc bảo vệ một loài động vật, mà còn là việc bảo vệ sự đa dạng sinh học và cân bằng môi trường sống tự nhiên trên hành tinh. Trong rừng mưa Amazon, cự đà xanh, hay còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là Green Iguana, là một trong những sinh vật độc đáo và hấp dẫn nhất. Với vẻ đẹp hoang dã, hình thể mảnh mai và khả năng thích nghi tuyệt vời, chúng tạo nên một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái đa dạng của rừng nhiệt đới. Cự đà xanh có xuất xứ từ vùng nhiệt đới của Trung và Nam Mỹ, với sự phân bố rộng khắp trong khu vực rừng mưa Amazon. Chúng là loài có kích thước lớn, thường đạt chiều dài từ 1,5 đến 2 mét khi trưởng thành, với trọng lượng có thể lên đến 9 kg. Hình dáng của chúng mảnh mai và linh hoạt, với thân hình dẻo dai và đuôi dài, giúp chúng dễ dàng di chuyển qua các cành cây dày đặc trong rừng mưa. Cuộc sống của cự đà xanh diễn ra chủ yếu trên các cây cao trong rừng mưa, nơi chúng tìm kiếm thức ăn và tìm nơi trú ẩn. Chúng thường sống đơn độc hoặc trong nhóm nhỏ, tạo nên một cộng đồng linh hoạt và tự chủ. Mặc dù thường xuyên tiếp xúc với nhau, nhưng cự đà xanh có thể trở nên xấu tính và xung đột khi tranh giành thức ăn hoặc lãnh thổ. Một trong những đặc điểm độc đáo và hấp dẫn nhất của cự đà xanh là khả năng thay đổi màu sắc của da. Chúng có thể điều chỉnh màu da từ một tông màu xanh tươi sáng sang màu nâu hoặc đen, tùy thuộc vào môi trường xung quanh và tâm trạng của chúng. Điều này giúp chúng tránh được sự chú ý của kẻ săn mồi và bảo vệ mình khỏi nguy cơ. Trong việc săn mồi, cự đà xanh thường ưa thích thực phẩm là các loại lá, hoa và trái cây. Chúng có thể tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng chủ yếu ăn lá và cành cây, đặc biệt là lá có chứa nhiều nước và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, chúng cũng thích ăn thực vật như cỏ và các loại rau cỏ khác. Để tự vệ, cự đà xanh sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau. Một trong số đó là sử dụng đuôi của mình để đánh đuổi kẻ săn mồi hoặc kẻ thù tiềm ẩn. Đuôi của chúng rất mạnh mẽ và có thể gây thương tích nghiêm trọng cho đối thủ. Ngoài ra, khi cảm thấy đe dọa, chúng cũng có thể thụt lùi vào cành cây hoặc nhảy xuống nước để trốn tránh. Trong tự nhiên, cự đà xanh là một trong những sinh vật quan trọng giúp duy trì sự cân bằng sinh thái trong rừng mưa Amazon. Với khả năng thích nghi tuyệt vời, chiến thuật săn mồi linh hoạt và vẻ đẹp hoang dã độc đáo, chúng tạo nên một phần quan trọng và đặc sắc của vẻ đẹp tự nhiên tại khu vực này. Trong vùng rừng mưa Amazon tươi đẹp, loài cự đà xanh, hay còn được gọi là Green Iguana, tồn tại như một điểm sáng của sự đa dạng sinh học. Với lịch sử tiến hóa dài hơi và cách thức sinh sản độc đáo, chúng là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái rừng mưa, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên. Loài cự đà xanh đã có mặt trên trái đất từ hàng triệu năm trước, tiến hóa qua các giai đoạn để phát triển sự thích ứng với môi trường sống. Chúng đã phát triển một hệ thống sinh sản đa dạng, từ giao phối đến việc nuôi con, đều được thực hiện với sự chăm sóc ân cần và chuyên nghiệp. Quá trình giao phối của cự đà xanh thường diễn ra vào mùa sinh sản, khi cá thể trưởng thành tìm kiếm đối tác để sinh sản. Các con được thường thiết lập lãnh thổ và sử dụng cách giao tiếp hóa học và thị giác để thu hút các con cái. Sau khi giao phối thành công, con cái sẽ đẻ trứng vào môi trường tự nhiên, thường là trong các hang hoặc ổ cây. Con non sau đó sẽ mổ vỏ và chui ra khỏi trứng và bắt đầu quá trình kiếm ăn và bảo vệ bản thân. Quá trình nuôi dưỡng con non yếu đuối có thể rất khó khăn trong môi trường rừng mưa, nơi mà rất nhiều mối đe dọa có thể xuất hiện. Tuy nhiên, cự đà xanh đã phát triển năng lượng dồi dào và khả năng chăm sóc con non một cách hiệu quả. Về phân bố, loài cự đà xanh có mặt khắp các vùng rừng mưa Amazon, từ vùng đất thấp đến vùng núi cao. Chúng thích nghi tốt với môi trường sống rừng mưa ẩm ướt và thường xuyên được tìm thấy ở gần các nguồn nước như sông, hồ và ao.
Nơi sống lý tưởng của chúng thường là các cây cao lớn, nơi chúng có thể trú ẩn và tìm kiếm thức ăn. Một trong những đặc điểm độc đáo và hấp dẫn nhất của cự đà xanh là khả năng thay đổi màu sắc của da. Chúng có thể điều chỉnh màu da từ một tông màu xanh tươi sáng sang màu nâu hoặc đen, tùy thuộc vào môi trường xung quanh và tâm trạng của chúng. Điều này giúp chúng tránh được sự chú ý của kẻ săn mồi và bảo vệ mình khỏi nguy cơ. Kỹ thuật này không chỉ giúp chúng tránh bị phát hiện khi săn mồi mà còn là một phần của việc giao tiếp xã hội và tự vệ. Khi cảm thấy đe dọa hoặc căng thẳng, cự đà xanh có thể thay đổi màu sắc của da để truyền đạt tâm trạng hoặc tình thế của mình. Điều này có thể giúp chúng tạo ra một cảnh báo hoặc cảnh báo cho đối thủ hoặc kẻ săn mồi tiềm ẩn. Tuy nhiên, mặc dù có khả năng biến đổi màu sắc của da, cự đà xanh cũng phụ thuộc vào môi trường xung quanh để che giấu và tự vệ. Chúng thường tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong các hang động, hốc cây hoặc rặng cây dày đặc, nơi chúng có thể trốn tránh khỏi kẻ săn mồi và bảo vệ mình khỏi nguy cơ. Như vậy, loài cự đà xanh không chỉ là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học trong rừng mưa Amazon mà còn là một ví dụ về sự thích nghi và sự phát triển tiến bộ trong quá trình tiến hóa. Khả năng thay đổi màu sắc của da không chỉ là một cách để tự vệ mà còn là một cách để giao tiếp và tương tác với môi trường xung quanh, tạo nên một phần không thể thiếu của vẻ đẹp và sự phức tạp của tự nhiên. Cáo Fennec, vẻ đẹp kỳ lạ và khả năng sinh tồn đặc biệt. Cáo Fennec, còn được gọi là cáo sa mạc, vùng Bezzeda, là một trong những loài động vật độc đáo nhất của sa mạc Sahara. Với đôi tai lớn bất thường và ngoại hình nhỏ nhắn, cáo Fennec không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn khiến nhiều người phải kinh ngạc về khả năng thích nghi tuyệt vời của chúng trong môi trường khắc nghiệt. Loài cáo này không chỉ có vẻ đẹp lạ thường mà còn sở hữu nhiều đặc điểm sinh học và hành vi đáng chú ý. Cáo Fennec là loài nhỏ nhất trong họ chó, nặng khoảng 0,68-1,59 kg và dài khoảng 24-41 cm. Đuôi của chúng dài từ 18-31 cm và tai có chiều dài từ 10-15 cm, giúp tản nhiệt hiệu quả trong môi trường nóng bỏng của sa mạc. Bộ lông dày dặn màu vàng cát không chỉ giúp giữ ấm vào ban đêm mà còn có tác dụng ngụy trang và phản xạ ánh nắng, giúp chúng tránh được nhiệt độ cao ban ngày. Khả năng thích nghi tuyệt vời. Cáo Fennec có một loạt các đặc điểm thích nghi đặc biệt để sinh tồn trong môi trường sa mạc. Lông dày ở bàn chân giúp chúng cách nhiệt khi di chuyển trên cát nóng. Khả năng thính giác nhạy bén cho phép chúng nghe thấy con mồi di chuyển dưới lòng đất. Đặc biệt, cáo Fennec có thể sống mà không cần uống nước nhờ khả năng lấy nước từ lá, củ, quả và con mồi của mình. Ngoài ra, chúng còn sử dụng từ trường của trái đất để định vị con mồi, với các cuộc tấn công chủ yếu theo hướng đông bắc, tăng tỷ lệ thành công khi săn mồi. Hành vi và đời sống. Cáo Fennec là loài hoạt động về đêm, săn bắt và tìm kiếm thức ăn khi nhiệt độ mát mẻ hơn. Chúng là loài ăn tạp, ăn các loài gặm nhấm nhỏ, thằn lằn, tắc kè, rắn mối, chim nhỏ và trứng, trái cây và một số loại củ. Cáo Fennec thường đi săn một mình, sử dụng kỹ năng đào cát để tìm kiếm động vật có xương sống nhỏ và côn trùng. Chúng cũng được quan sát thấy chôn con mồi để tiêu thụ sau này và tìm kiếm thức ăn gần các khu định cư của con người. Tổ chức xã hội và sinh sản. Gia đình cáo Fennec đào hang trong cát để ở và bảo vệ, với các hang có thể lớn đến 120 m² và nối với các hang của các gia đình khác. Loài cáo này có tuổi thọ lên đến 14 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Mặc dù hiện tại không có số liệu chính xác về số lượng cáo Fennec trong tự nhiên, nhưng chúng không được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sự khác biệt và tranh cãi trong phân loại. Loài cáo Fennec thường được xếp vào chi cáo, nhưng có sự tranh luận về sự khác biệt giữa cáo Fennec và các loài cáo khác do những đặc điểm sinh học và hành vi độc đáo. Lông của cáo Fennec được đánh giá cao bởi người dân bản địa Bắc Phi và ở một số nơi trên thế giới, chúng được coi là vật nuôi kỳ lạ.
hành vi và nơi ở. Cáo Fennec yêu cuộc sống về đêm. Chúng thích hoạt động ban đêm để tránh cái nóng khủng khiếp của sa mạc vào ban ngày. Ban ngày, chúng dành phần lớn thời gian để ngủ, tích trữ năng lượng cho buổi đêm săn bắt và chơi đùa. Cáo Fennec sống trong các hang đào dưới cát, thường ở khu vực có cây cối và cồn cát ổn định. Diện tích hang có thể lên tới 120 mét với tối đa 15 lối vào khác nhau. Đôi khi, các hang này còn thông với hang của những con cáo có cùng huyết thống, tạo thành một mạng lưới an toàn và phức tạp. Tổ chức gia đình và sinh sản. Cáo Fennec sống theo chế độ một vợ một chồng, với mỗi gia đình có khoảng 2 đến 5 cáo con. Khi cáo cái mang thai và nuôi con, bạn đời của nó sẽ kiếm ăn và bảo vệ nó. Cáo Fennec nuôi nhốt đạt đến tuổi trưởng thành sinh dục trong khoảng 9 tháng và giao phối giữa tháng 1 và tháng 4. Thời kỳ mang thai kéo dài từ 50 đến 52 ngày, đôi khi lên đến 63 ngày. Cáo cái sinh từ tháng 3 đến tháng 6, mỗi lứa có từ 1 đến 4 con non. Con non mở mắt sau 8 đến 11 ngày và được cả bố mẹ chăm sóc. Chúng giao tiếp bằng nhiều âm thanh khác nhau như sủa, gừ gừ, ngáp và rít để thể hiện các trạng thái cảm xúc và cảnh báo nguy hiểm. Sinh sản và nuôi con. Cáo Fennec nuôi nhốt có thể sống đến 14 năm. Cáo Fennec được trở nên rất hung dữ sau khi giao phối, bảo vệ con cái và cung cấp thức ăn cho chúng trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú. Con cái và con đực đều tham gia vào việc chăm sóc con non, giúp chúng phát triển và tự lập dần. Giá trị và thú cưng. Trên một số diễn đàn trao đổi sinh vật cảnh, giá của những chú cáo Fennec phụ thuộc nhiều vào giới tính và tuổi của chúng. Cáo cái có giá cao hơn cáo đực, và càng nhỏ tuổi thì giá càng cao. Một chú cáo Fennec 1 đến 4 tháng tuổi tại Tennessee, Texas và Florida có giá từ $1,800, $3,000. Trong khi đó, một chú cáo từ 5 đến 6 tuổi chỉ có giá khoảng $500 đến $650. Thách thức khi nuôi cáo Fennec làm thú cưng. Dù được coi là loài vật nuôi VIP, cáo Fennec không phải là lựa chọn dễ dàng cho những người yêu thú cảnh. Chúng cần một môi trường nuôi nhốt đặc biệt để thể hiện bản tính hiếu động, leo trèo và đào hang. Vì sống chủ yếu trong môi trường nắng nóng, ít nước, việc tạo điều kiện sống phù hợp cho cáo Fennec là một thách thức lớn. Điều này khiến loài cáo này không phổ biến tại Việt Nam và chỉ phù hợp với những người thực sự đam mê và có khả năng đáp ứng nhu cầu đặc biệt của chúng. Cáo Fennec là một minh chứng sống động cho khả năng thích nghi và sinh tồn trong môi trường sa mạc khắc nghiệt. Với vẻ đẹp độc đáo và nhiều đặc điểm sinh học thú vị, loài cáo này không chỉ là nguồn cảm hứng cho những người yêu động vật mà còn là một ví dụ tuyệt vời về sự kỳ diệu của thiên nhiên. Những nghiên cứu và hiểu biết sâu hơn về cáo Fennec sẽ tiếp tục mở ra nhiều điều thú vị và bất ngờ về loài vật tuyệt vời này. Mèo Ba Tư, với vẻ đẹp kiêu sa và nét duyên dáng đặc trưng, luôn là lựa chọn hàng đầu của những người yêu mèo trên khắp thế giới. Vậy điều gì khiến loài mèo này trở nên đặc biệt và khác biệt so với những giống mèo khác? Đó là bộ lông dài mượt mà như tơ, đôi mắt lớn và sáng ngời, cùng khuôn mặt ngắn ngộ nghĩnh nhưng vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, mèo Ba Tư sở hữu một bảng màu sắc và hoa văn đa dạng, từ những tông màu cổ điển đến các kiểu phối màu độc đáo, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút khó cưỡng. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, mèo Ba Tư còn có tính cách dịu dàng, yên tĩnh và dễ chịu, hoàn hảo cho cuộc sống trong căn hộ. Tuy nhiên, để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của chúng, người nuôi cần có sự chăm sóc đặc biệt và hiểu biết về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tất cả những yếu tố này làm nên một loài mèo không chỉ đẹp mà còn độc đáo, khiến mèo Ba Tư trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời cho bất kỳ ai yêu thích sự tinh tế và quý phái. Mèo Ba Tư, với bộ lông dài mượt mà và khuôn mặt tròn trĩnh, không chỉ nổi tiếng về ngoại hình duyên dáng mà còn có nhiều đặc điểm độc đáo thu hút sự chú ý của những người yêu mèo trên toàn thế giới. Mèo Ba Tư chuẩn có bộ lông dày và dài, chân ngắn, đầu rộng với tai nhỏ, mắt lớn và khuôn mặt ngắn đặc trưng. Đặc điểm khuôn mặt này, ban đầu chỉ ngắn vừa phải, đã trở nên cực kỳ ngắn theo thời gian, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Mèo Ba Tư có thể có hầu hết mọi màu sắc và hoa văn trên bộ lông của mình. Các tổ chức mèo lớn như CFA và TICA chia giống mèo Ba Tư thành nhiều phân loại màu sắc và hoa văn khác nhau. CFA phân loại giống mèo này thành 4 nhóm chính: đơn sắc,
bạc và vàng hoa văn và khói, và tabi. Ngoài ra còn có các nhóm màu hỗn hợp như calico và bicolor với khoảng 40 biến thể khác nhau. CFA chấp nhận hầu hết các màu cơ bản như trắng, đen, xanh, đỏ, kem, sô-cô-la và lilac. Đặc biệt, giống mèo Himalayan có cơ thể từ trắng đến vàng nhạt với màu sắc đậm hơn ở đầu, đuôi và chân. TICA, trong khi đó, chia giống mèo này thành 3 nhóm chính cho các cuộc thi, truyền thống, màu sắc ổn định, đậm, sepia, nhạt và ấm hơn, và min, nhạt hơn sepia và thay đổi rõ rệt theo tuổi. Mèo Ba Tư thường được miêu tả là loài mèo yên tĩnh. Chúng thích hợp với cuộc sống trong căn hộ và thường có tính cách điềm tĩnh, hiền hòa. Giống Himalayan, do ảnh hưởng từ mèo Siam, có xu hướng hoạt bát hơn. Trong một nghiên cứu so sánh, mèo Ba Tư được đánh giá cao hơn so với mèo không có phả hệ về sự gần gũi và tình cảm với chủ, thân thiện với người lạ, sạch sẽ, dễ đoán, ít kêu và kén ăn. Mặc dù mèo Ba Tư có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng chúng cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Đặc điểm mặt ngắn hiện đại của chúng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, da và mắt, cùng với khó khăn trong việc sinh sản. Cấu trúc khuôn mặt này dẫn đến khó thở, bị chảy nước mắt quá mức và các vấn đề về răng miệng. Các vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mèo mà còn đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt từ chủ nuôi. Mèo Ba Tư, hay còn được biết đến với tên gọi Persian Longhair, là một giống mèo nổi bật với bộ lông dài và khuôn mặt tròn trĩnh cùng chiếc mũi ngắn. Những ghi chép đầu tiên về tổ tiên của mèo Ba Tư có thể đã được nhập khẩu vào Ý từ Khorasan từ những năm 1620, mặc dù điều này chưa được chứng minh rõ ràng. Thay vào đó, có bằng chứng mạnh mẽ hơn về việc xuất khẩu giống mèo lông dài từ Afghanistan và Iran từ thế kỷ 19 trở đi. Từ thế kỷ 19, mèo Ba Tư đã được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng yêu mèo ở Bắc Âu và sau Thế chiến II, chúng trở nên phổ biến ở Bắc Mỹ, Úc và New Zealand. Một số tổ chức yêu mèo coi giống Himalayan và Exotic Shorthair là các biến thể của mèo Ba Tư, trong khi các tổ chức khác coi chúng là các giống riêng biệt. Quá trình lai tạo chọn lọc đã giúp phát triển một loạt các màu lông đa dạng cho mèo Ba Tư, nhưng cũng dẫn đến sự phát triển của giống mèo với khuôn mặt ngày càng phẳng. Mặc dù điều này được những người yêu mèo ưa chuộng, nhưng nó cũng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Giống như giống mèo Siam, đã có những nỗ lực từ một số nhà lai tạo để bảo tồn kiểu mèo Ba Tư truyền thống với chiếc mũi rõ ràng hơn. Bệnh thận đa nang di truyền, BKD, khá phổ biến ở giống mèo này, ảnh hưởng đến gần một nửa số mèo ở một số quốc gia. Năm 2021, mèo Ba Tư được xếp hạng là giống mèo phổ biến thứ tư trên thế giới theo Hiệp hội Những Người Yêu Mèo, Cat Fanciers Association. Không rõ khi nào mèo lông dài đầu tiên xuất hiện vì không có mẫu vật lông dài nào của mèo hoang châu Phi, tổ tiên của loài mèo nhà. Những tổ tiên đầu tiên của mèo Ba Tư có thể đã được nhập khẩu từ Khorasan, Đông Iran hoặc Tây Afghanistan, vào bán đảo Ý năm 1627 Pietro de la Valle và từ Damascus, Syria, vào Pháp bởi Nicolas Claude Fabrice Peyrès cùng thời gian đó. Trong thư từ năm 1620, De La Valle phân biệt mèo Khorasan với các giống mèo lông dài khác nhập khẩu vào châu Âu từ Cận Đông bằng bộ lông màu xám. Tên gọi mèo Ba Tư sau đó được đặt cho những con mèo nhập khẩu từ Afghanistan, Iran và có thể là từ các vùng lân cận khác để tiếp thị tại châu Âu. Năm 1815, Lord Elphinstone mô tả mèo ở Kabul là loài mèo lông dài được xuất khẩu nhiều, thường được gọi là mèo Ba Tư mặc dù chúng không phổ biến ở Ba Tư và hiếm khi được xuất khẩu từ đó. Tương tự, vào năm 1839, Lieutenant Erwin ghi nhận rằng giống mèo này được nuôi ở Kabul và một số vùng của Turkistan và người Anh gọi chúng là mèo Ba Tư mặc dù rất ít trong số chúng được tìm thấy ở Ba Tư. Đến cuối thế kỷ 19, mèo Ba Tư không chỉ được xuất khẩu sang châu Âu mà còn sang Ấn Độ. Edward Balfour mô tả thương mại mèo lông dài từ Afghanistan đến Ấn Độ vào năm 1885 với những con mèo được mang theo các đoàn lạc đà, thậm chí đến Calcutta. Jean-Dieu Layoy cũng ghi nhận vào năm 1882 về một người vận chuyển những con mèo Angora đẹp từ Tabriz đến Bombay, cho thấy sự buôn bán mèo từ Ba Tư sang Ấn Độ đã tồn tại và mang lại lợi nhuận đáng kể. Mèo Ba Tư, hay còn được biết đến với tên gọi Persian Longhair, nổi bật với bộ lông dài mượt mà, khuôn mặt tròn trĩnh và chiếc mũi ngắn. Mặc dù tên gọi gợi nhớ về nguồn gốc từ vùng đất Ba Tư, Iran ngày nay,
Nghiên cứu di truyền hiện đại cho thấy mèo Ba Tư hiện đại có quan hệ gần gũi hơn với các giống mèo từ Tây Âu. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng dù giống mèo Ba Tư ban đầu có thể xuất phát từ Ba Tư, nhưng giống mèo Ba Tư hiện đại đã mất đi dấu hiệu phân bố địa lý ban đầu. Nghiên cứu di truyền gần đây chỉ ra rằng mèo Ba Tư hiện đại có liên quan chặt chẽ với các giống mèo từ Tây Âu, bao gồm British Shorthair, Cheshire và American Shorthair. Điều này được minh chứng qua cây phả hệ của các giống mèo, trong đó mèo Ba Tư được phân loại vào nhóm mèo châu Âu. Giống Exotic Shorthair được phát triển vào cuối những năm 1950 là kết quả của việc lai tạo giữa mèo Ba Tư và American Shorthair. Mèo Ba Tư lần đầu tiên được trình bày tại một cuộc triển lãm mèo tổ chức vào năm 1871 tại Crystal Palace ở London, Anh. Khi những mẫu vật gần với hình dạng chuẩn của mèo Ba Tư hiện đại trở nên phổ biến, người ta đã cố gắng phân biệt chúng với giống mèo Angora. Tiêu chuẩn giống đầu tiên được Harrison Way đưa ra vào năm 1889, xác định rằng mèo Ba Tư có đuôi dài hơn, lông dày và thô hơn ở phần cuối và đầu lớn hơn với tai ít nhọn hơn so với mèo Angora. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với sự phân biệt này. Trong cuốn sách The Book of The Cat xuất bản năm 1903, Francis Simpson cho rằng sự phân biệt giữa mèo Angora và mèo Ba Tư là rất mờ nhạt đến mức khó có thể nhận ra. Mèo Ba Tư truyền thống, hay còn gọi là Dolphin Persian hoặc Moon Face Persian, là những tên gọi gần đây để chỉ giống mèo Ba Tư nguyên bản, chưa phát triển các đặc điểm cực đoan. Nhiều nhà lai tạo tại Hoa Kỳ, Đức, Ý và các nơi khác đã phát triển giống mèo Ba Tư mũi tẹt, Peke Face hoặc Ultra Type, từ hai đột biến di truyền, mà không thay đổi tên gọi của giống mèo từ Ba Tư. Một số tổ chức, bao gồm Hiệp hội Những Người Yêu Mèo, CFA, coi loại mũi tẹt này là tiêu chuẩn hiện đại của giống mèo Ba Tư. Cuối những năm 1950, một đột biến tự phát ở mèo Ba Tư màu đỏ đã tạo ra giống Peke Face với khuôn mặt phẳng. Mặc dù giống mèo này ban đầu được công nhận là một giống riêng biệt bởi CFA, nhưng sau đó không được ưa chuộng do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nhà lai tạo đã thích hình dáng này và bắt đầu lai tạo để đạt được vẻ ngoài mũi tẹt. Sự lai tạo chọn lọc đã dẫn đến sự phát triển quá mức của các đặc điểm này, làm cho khuôn mặt mèo trở nên phẳng hơn. Mặc dù mèo Ba Tư mũi tẹt thường thành công trong các cuộc thi sắc đẹp, công chúng lại có xu hướng ưa thích kiểu đôn phây ít cực đoan hơn. Tiêu chuẩn của giống mèo Ba Tư đã trải qua nhiều thay đổi để hạn chế sự phát triển quá mức của hình dạng này. Ví dụ, vào năm 2004, tiêu chuẩn giống đã thêm quy định rằng mũi không nên quá nổi bật, và vào năm 2007, tiêu chuẩn yêu cầu trán, mũi và cằm phải thẳng hàng theo chiều dọc. Mèo Ba Tư, với bộ lông dài mượt mà và khuôn mặt tròn trĩnh, đã trở thành một trong những giống mèo được yêu thích nhất trên thế giới. Không chỉ có ngoại hình bắt mắt, mèo Ba Tư còn có sự đa dạng về biến thể, mỗi biến thể lại mang đến những đặc điểm và sức hấp dẫn riêng. Mèo Himalayan, hay còn gọi là Color Point Longhair, được tạo ra bằng cách lai giữa mèo Ba Tư và mèo Siam. Sự kết hợp này đã giới thiệu các màu sắc sô-cô-la và lilac vào dòng mèo Ba Tư đơn sắc. Vào năm 1950, người ta đã tiến hành lai tạo mèo Siam với mèo Ba Tư để tạo ra giống mèo có hình dáng cơ thể của mèo Ba Tư nhưng mang hoa văn màu sắc của mèo Siam. Giống mèo này được đặt tên là Himalayan, dựa trên các loài động vật có hoa văn màu sắc tương tự như thỏ Himalayan. Tại Anh, giống mèo này được công nhận là Color Point Longhair. Tuy nhiên, ở Mỹ, giống Himalayan được coi là một giống riêng biệt cho đến năm 1984, khi CFA, Cat Fanciers Association, hợp nhất nó với mèo Ba Tư, dù điều này gây ra sự phản đối từ các hội đồng giống của cả hai loại mèo. Để giúp các nhà lai tạo dễ dàng nhận biết một con mèo Ba Tư có tổ tiên Himalayan, CFA đã thiết lập hệ thống đăng ký cho mèo Himalayan với số đăng ký bắt đầu bằng số 3. Những con mèo này thường được gọi là Color Point Carriers, CPC, hay 3000 Series Cats, mặc dù không phải con nào cũng mang gen hoa văn màu sắc trội. Mèo Exotic Shorthair có tính cách và hình dáng tương tự mèo Ba Tư, nhưng lông ngắn và dày hơn. Vào cuối những năm 1950, một số nhà lai tạo American Shorthair, AS, đã bí mật lai tạo mèo Ba Tư để cải thiện giống mèo của họ. Kết quả của sự lai tạo này đã được công nhận tại các cuộc thi sắc đẹp, nhưng một số nhà lai tạo khác không hài lòng và đã thành công trong việc thay đổi tiêu chuẩn giống để loại trừ những con mèo AS có dấu hiệu lai tạo.
một nhà lai tạo AS nhìn thấy tiềm năng của sự lai tạo này đã đề xuất và cuối cùng đã thành công trong việc CFA công nhận chúng là một giống mới vào năm 1966 với tên gọi Exotic Shorthair. Sự lai tạo thường xuyên với mèo Ba Tư đã khiến giống Exotic Shorthair hiện tại giống mèo Ba Tư về mọi mặt, trừ bộ lông ngắn và dày hơn. Giống mèo này thậm chí còn thừa hưởng nhiều vấn đề sức khỏe của mèo Ba Tư. Với bộ lông dễ chăm sóc hơn, Exotic Shorthair đôi khi được gọi là mèo Ba Tư của người lười. Giống mèo Chinchilla Long Hair có nguồn gốc từ Anh vào năm 1882 do một sự tình cờ. Một con mèo con có màu lông bạc và khói đã sinh ra Silver Lambkin, được coi là cha đẻ của dòng mèo Ba Tư Chinchilla. Silver Lambkin đã được lai tạo và thậm chí các thành viên của Hoàng gia Anh cũng sở hữu hậu duệ của nó. Tại Mỹ, đã có nỗ lực để thiết lập giống mèo bạc Ba Tư như một giống riêng biệt gọi là Sterling, nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, các giống mèo Ba Tư bạc và vàng được CFA công nhận. Chinchilla Long Hair có mũi hơi dài hơn mèo Ba Tư, giúp thở khỏe mạnh hơn và ít chảy nước mắt hơn. Đặc biệt, lông của chúng có màu sắc trong suốt với chỉ phần đầu lông mang sắc tố đen, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh độc đáo. Trong hệ thống sinh vật phong phú của thế giới, hươu đốm Acis nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng và sự thanh nhã. Với các tên gọi khác nhau như Acis deer tiếng Anh và Chito tiếng Anh Ấn Độ, hươu đốm không chỉ là biểu tượng của sự yên bình trong cánh rừng mà còn là biểu tượng của sự kỳ diệu và sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp và cuộc sống của loài hươu đốm, một trong những biểu tượng văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của khu vực Á Đông. Hươu đốm có phân bố rộng khắp ở khu vực châu Á, từ Ấn Độ cho đến Nepal, Sri Lanka và các khu vực Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan. Chúng thích sống ở các khu vực rừng mở, thảo nguyên và thậm chí là ở các khu vực đô thị nơi có cây xanh và nguồn nước. Hươu đốm thích sống ở những khu vực có nhiều cây cỏ và rừng mở, nơi chúng có thể tìm thấy thức ăn dễ dàng như cỏ và lá cây non. Chúng cũng thích sống ở gần các nguồn nước, giúp chúng giải nhiệt và tìm kiếm nguồn nước uống. Hươu đốm là thành viên của họ hươu, Cervidae, trong bộ quốc Artiodactyla. Chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa dài để thích nghi với môi trường sống của mình. Tiến hóa của chúng đã tạo ra những đặc điểm cấu trúc xương và hệ thống cảm giác phù hợp để phản ứng với môi trường xung quanh. Hươu đốm là loài ăn cỏ và thảo mộc. Chúng thường ăn lá cây, chồi non, cỏ và các loại thảo mộc khác. Thức ăn phổ biến của chúng thường tùy thuộc vào mùa và khu vực sống. Trong mùa khô, chúng có thể ăn thêm trái cây và cỏ khô. Mặc dù có kích thước trung bình và không có vũ khí tự nhiên như sừng, hươu đốm thường sử dụng sự nhanh nhẹn và khả năng chạy nhanh để trốn tránh nguy hiểm. Chúng có thể nhảy cao và chạy nhanh, giúp chúng trốn khỏi kẻ săn mồi hoặc nguy cơ khác. Mùa sinh sản của hươu đốm thường diễn ra vào mùa mưa, khi nguồn thức ăn phong phú và môi trường sống tốt. Con đực thường sử dụng sự mạnh mẽ và sừng của mình để chiếm lĩnh lãnh thổ và cạnh tranh cho quyền giao phối. Các con cái thường sinh ra một hoặc hai con non sau một thời gian mang thai từ 210 đến 240 ngày. Sau khi sinh, các con cái của hươu đốm thường chăm sóc và nuôi dưỡng con non của mình. Chúng sẽ cho con ăn sữa mẹ và dạy dỗ chúng về cách tìm kiếm thức ăn và tự vệ. Con non thường tiếp tục ở cùng mẹ trong một thời gian sau khi chúng đã trưởng thành đủ để tự mình sống sót. Hươu đốm có kích thước trung bình với trọng lượng từ khoảng 30 đến 75 kg. Chúng có lông màu nâu vàng với các đốm trắng trên cơ thể, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng và độc đáo. Sừng của hươu đực thường nhỏ và mảnh hơn so với các loài hươu khác. Mặc dù hươu đốm vẫn là một trong những loài động vật phổ biến và phổ biến nhất trong các khu rừng, tình trạng bảo tồn của chúng vẫn đang gặp nguy hiểm. Sự mất môi trường sống do phá rừng và săn bắn quá mức là những mối đe dọa lớn đối với loài này. Các biện pháp bảo tồn như việc thiết lập các khu vực bảo tồn và quản lý cẩn thận nguồn lợi thú yếu là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của hươu đốm trong tương lai.
Trong vùng đất rừng sâu hoang dã, có một loài khỉ được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ và tính cách cá nhân mạnh mẽ, đó chính là khỉ đầu chó, Baboon. Với các tên gọi khác nhau như Baboon, tiếng Anh, Babio, tên khoa học, và khỉ bướu, tên tiếng Việt, khỉ đầu chó không chỉ là biểu tượng của sự hoang dã và sức mạnh tự nhiên mà còn là biểu tượng của sự thông minh và sự kỳ diệu của thế giới động vật. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống và bí ẩn của loài khỉ đầu chó, một trong những sinh vật độc đáo và đáng quý nhất trên hành tinh này. Khỉ đầu chó phân bố rộng khắp ở châu Phi, từ sa mạc Sahara đến khu vực Nam Phi. Chúng sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ khu vực sa mạc khô cằn đến các khu rừng mưa nhiệt đới dày đặc. Khỉ đầu chó thích sống trong các khu vực có nguồn thức ăn phong phú và nơi trú ẩn an toàn. Chúng có thể sống ở nhiều loại môi trường khác nhau như rừng mưa, thảo nguyên và thậm chí là trong các khu vực đô thị nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Khỉ đầu chó là thành viên của họ khỉ Cecobithecidae trong bộ linh trưởng Primates. Chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa dài, điều chỉnh và phát triển để thích nghi với môi trường sống của mình. Trong quá trình này, khỉ đầu chó đã phát triển các đặc điểm về cấu trúc xương, hệ tiêu hóa và hệ thống cảm giác để phản ứng với môi trường xung quanh. Khỉ đầu chó là loài ăn tạp, ưa thích ăn cả thực vật và động vật. Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm trái cây, cỏ, lá cây, hạt, côn trùng và thậm chí là thịt của các loài động vật nhỏ. Mặc dù không có vũ khí tự nhiên như sừng hay răng nanh, khỉ đầu chó thường sử dụng sự nhanh nhẹn và sự đoàn kết của bầy đàn để tự vệ. Khi bị đe dọa, chúng có thể phát ra tiếng gầm uy hiếp hoặc thậm chí là tấn công nhóm để đuổi đối thủ. Mùa sinh sản của khỉ đầu chó thường diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa hè. Con đực thường cạnh tranh với nhau để chiếm lĩnh lãnh thổ và có cơ hội giao phối với các con cái trong bầy đàn. Các con cái thường sinh ra một hoặc hai con sau một thời gian mang thai từ 150 đến 180 ngày. Sau khi sinh, các con cái của khỉ đầu chó thường chăm sóc và nuôi dưỡng con non của mình. Chúng sẽ cho con ăn sữa mẹ và dạy dỗ chúng về cách tìm kiếm thức ăn và tự vệ. Con non thường tiếp tục ở cùng mẹ trong một thời gian sau khi chúng đã trưởng thành đủ để tự mình sống sót. Khỉ đầu chó có kích thước trung bình, với trọng lượng từ 10 đến 40 kg, tùy thuộc vào loài và khu vực sống. Chúng có bộ lông màu nâu đến nâu đen, đầu to và mặt mạnh mẽ, với đôi mắt sáng và tai lớn. Đặc biệt, chúng có đuôi ngắn và cánh tay dài. Mặc dù khỉ đầu chó vẫn là một trong những loài khỉ phổ biến nhất trên thế giới, tình trạng bảo tồn của chúng vẫn đang gặp nguy hiểm. Sự mất môi trường sống do phá rừng và mất môi trường sống tự nhiên là những mối đe dọa lớn đối với loài này. Các biện pháp bảo tồn như việc thiết lập các khu vực bảo tồn và quản lý cẩn thận nguồn lợi thú yếu là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của khỉ đầu chó trong tương lai. Trong sâu thẳm của các khu rừng rậm xanh mướt và trên những cánh đồng rộng lớn, có một vị khách quen thuộc mà ai cũng muốn gặp mặt, hươu đỏ, hay còn được gọi là Red Deer. Với vẻ đẹp mạnh mẽ và hoang dã, họ hươu này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự kiêu hãnh của rừng sâu, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Hãy cùng khám phá hành trình truyền kỳ của hươu đỏ, một trong những đại diện vĩ đại nhất của thế giới động vật hoang dã. Trong những khu rừng rậm của thế giới, có một sinh vật nổi tiếng với vẻ đẹp hoang dã và sức mạnh uyên bác, hươu sừng tấm. Với các tên gọi khác nhau như hươu đỏ, deer, tiếng Anh và Cervus elaphus, tên khoa học, hươu sừng tấm không chỉ là biểu tượng của sự hoang dã mà còn là đối tượng của sự ngưỡng mộ và nghiên cứu của các nhà sinh học. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã thích nghi và phát triển trong môi trường đầy thách thức của rừng. Hươu sừng tấm được tìm thấy trên khắp thế giới, từ vùng rừng Bắc Mỹ đến các nơi như châu Âu và châu Á. Chúng chủ yếu sống trong các khu vực rừng rậm, thảo nguyên và cả các vùng đồng cỏ rộng lớn. Một số loài có phân bố hẹp hơn, chỉ tồn tại trong một số khu vực cụ thể, trong khi các loài khác có thể có phạm vi phân bố rộng lớn hơn. Hươu sừng tấm thích sống trong môi trường rừng rậm với nguồn thức ăn phong phú. Chúng cũng có thể thích nghi với các môi trường khác như thảo nguyên và đồng cỏ, miễn là có đủ thức ăn và nơi trú ẩn.
Môi trường sống của chúng thường phải đảm bảo có nguồn nước sạch và đủ cây cối để tạo nên một môi trường sống cân bằng và phong phú. Hươu sừng tấm là thành viên của họ hươu, Cervidae, trong bộ quốc Artiodactyla. Chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa dài, điều chỉnh và phát triển để thích nghi với môi trường sống của mình. Trong quá trình này, họ hươu đã phát triển các đặc điểm về cấu trúc xương, hệ tiêu hóa và hệ thống cảm giác để phản ứng với môi trường xung quanh. Hươu sừng tấm là loài ăn cỏ và thảo mộc. Chúng thường ăn lá cây, chồi non, cỏ và các loại thảo mộc khác. Thức ăn phổ biến của chúng thường tùy thuộc vào mùa và khu vực sống. Trong mùa đông, khi nguồn thức ăn giảm, hươu sừng tấm có thể ăn cây thấp hoặc cỏ khô. Mặc dù có kích thước lớn và sức mạnh đáng kinh ngạc, hươu sừng tấm thường tránh xa các tình huống xung đột. Chúng thường sử dụng sự nhanh nhẹn và khả năng chạy nhanh để trốn tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bị đe dọa, chúng có thể sử dụng sừng của mình để tự vệ, đặc biệt là trong trường hợp của các con đực trong mùa giao phối. Mùa sinh sản của hươu sừng tấm thường diễn ra vào mùa thu hoặc mùa đông. Trong thời gian này, các con đực thường sử dụng sự mạnh mẽ và sừng của mình để chiếm lĩnh lãnh thổ và cạnh tranh cho quyền giao phối. Các con cái thường sinh ra một hoặc hai con non sau một thời gian mang thai từ 240 đến 262 ngày. Sau khi sinh, các con cái của hươu sừng tấm thường chăm sóc và nuôi dưỡng con non của mình. Chúng sẽ cho con ăn sữa mẹ và dạy dỗ chúng về cách tìm kiếm thức ăn và tự vệ. Con non thường tiếp tục ở cùng mẹ trong một thời gian sau khi chúng đã trưởng thành đủ để tự mình sống sót. Hươu sừng tấm có kích thước từ trung bình đến lớn, với trọng lượng từ khoảng 100 đến 300 kg. Chúng có lông màu nâu đỏ đến nâu hạt dẻ, thích hợp với môi trường rừng rậm. Sừng của hươu được thường lớn và mạnh mẽ hơn so với các con cái, và chúng thường được sử dụng trong các cuộc đấu tranh để chiếm lĩnh lãnh thổ và quyền giao phối. Mặc dù hươu sừng tấm vẫn là một trong những loài động vật phổ biến và phổ biến nhất trong các khu rừng, tình trạng bảo tồn của chúng vẫn đang gặp nguy hiểm. Sự mất môi trường sống do phá rừng và săn bắn quá mức là những mối đe dọa lớn đối với loài này. Các biện pháp bảo tồn như việc thiết lập các khu vực bảo tồn và quản lý cẩn thận nguồn lợi thú yếu là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của hươu sừng tấm trong tương lai. Hươu sừng tấm là một biểu tượng của sự hoang dã và vẻ đẹp tự nhiên. Với sự thích ứng và sức mạnh của mình, chúng đã tồn tại và phát triển trong hàng ngàn năm trên các vùng đất rừng khắc nghiệt. Tuy nhiên, để bảo tồn và bảo vệ loài này cho thế hệ sau, sự chú ý và hành động quyết liệt từ con người là cần thiết. Chúng ta cần hợp tác để bảo tồn môi trường sống tự nhiên của hươu sừng tấm và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự tồn tại của chúng. Trải dài mênh mông trên diện tích hơn 7 triệu km, rừng mưa Amazon là một trong những kỳ quan của thế giới tự nhiên, nơi mà sức sống phồn thịnh và đa dạng sinh học đỉnh cao. Từ sông Amazon với dòng nước lớn nhất thế giới đến những khu rừng mênh mông bao phủ, đây là một hành tinh riêng biệt, nơi mà những cuộc sống kỳ diệu và bí ẩn chờ đợi khám phá. Trong vùng rừng này, có một loạt động vật độc đáo, chỉ có thể tìm thấy ở đây và mang trong mình những câu chuyện thú vị về sự đa dạng và sự phát triển tiến bộ của thiên nhiên. Hãy tưởng tượng một loài ếch mà da trong suốt như kính thủy tinh, khiến cho các cơ quan nội tạng của chúng trở nên rõ ràng đến từng chi tiết. Bí ẩn và hấp dẫn, liệu bạn đã từng nghe đến loài ếch thủy tinh, Glass Frog? Hãy thả mình vào câu chuyện về một trong những sinh vật kỳ diệu của rừng mưa Amazon và cùng khám phá những bí mật đằng sau vẻ đẹp độc đáo của chúng qua những câu hỏi thú vị sẽ được tiết lộ trong cuộc hành trình này. Trong lòng rừng mưa Amazon, loài ếch thủy tinh, Glass Frog, tỏa sáng như những viên pha lê trong bức tranh sống động của thiên nhiên. Được biết đến với tên gọi độc đáo, ếch thủy tinh đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu và người yêu thiên nhiên bởi vẻ đẹp mê hoặc và những đặc điểm độc đáo mà không loài ếch nào khác có được. Xuất xứ từ khu vực rừng mưa nhiệt đới châu Mỹ Latin, ếch thủy tinh được tìm thấy chủ yếu ở vùng rừng mưa Amazon, nơi mà môi trường ẩm ướt và rậm rạp cung cấp môi trường lý tưởng cho chúng phát triển.
Tên gọi thủy tinh được lấy từ đặc điểm nổi bật của loài ếch này, khiến cho da của chúng trở nên trong suốt như kính thủy tinh, khiến cho các cơ quan nội tạng có thể nhìn thấy thông qua từ bên dưới. Ếch thủy tinh có hình dáng nhỏ nhắn và mảnh mai, với chiều dài thân từ 3cm đến 8cm. Mặc dù kích thước nhỏ bé, nhưng chúng tỏ ra vô cùng duyên dáng và quyến rũ. Tuy nhiên, điểm thu hút chính không phải là hình thể, mà là khả năng của chúng làm cho da trở nên trong suốt, hiện lộ cơ quan nội tạng bên dưới. Điều đặc biệt của ếch thủy tinh là khả năng sinh học và sinh sản của chúng. Chúng thường đẻ trứng lên các lá cây trên dòng sông, nơi nước ngập lên đến mức vừa đủ để giữ ẩm cho trứng phát triển. Khi trứng nở, con non sẽ rơi xuống dưới nước, nơi chúng sẽ phát triển và trở thành ếch trưởng thành. Cách sinh sản này không chỉ giúp bảo vệ con non khỏi kẻ săn mồi mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cho chúng từ dòng nước sôi động của sông. Ngoài ra, ếch thủy tinh cũng có một cách tự vệ độc đáo. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ đưa cơ thể lên cao và bắt đầu nhấp nhô mạnh mẽ, tạo ra âm thanh kêu rít và làm cho kẻ săn mồi hoặc đối thủ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Kết hợp với việc da trong suốt, đây là một cách hiệu quả để tránh bị tấn công và tự bảo vệ cho bản thân. Với vẻ đẹp độc đáo và cách sống đầy bí ẩn, loài ếch thủy tinh không chỉ là một phần quan trọng của hệ sinh thái rừng mưa Amazon mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và sự phát triển tiến bộ trong thế giới tự nhiên. Cáo tuyết bắc cực, Vulpes lagopus, hay còn được biết đến với các tên gọi như cáo trắng, cáo tuyết hoặc cáo bắc cực, là một trong những sinh vật tinh nghịch và thích hợp với môi trường lạnh đến từ vùng bắc cực của hành tinh, nơi mà cái lạnh xâm chiếm và băng tuyết trắng xóa là chủ đạo. Điều đặc biệt về loài cáo này là khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt này, cùng với sự phát triển của hệ thống sinh học đặc biệt để đối phó với điều kiện khắc nghiệt. Cáo tuyết bắc cực sở hữu một bộ lông dày và ấm áp, màu nâu ấm vào mùa hè nhưng chuyển sang màu trắng tinh khiết vào mùa đông, tạo ra một bức tranh tuyết phủ trắng xóa giữa vùng đất đông lạnh. Với chiều dài cơ thể dao động từ khoảng 46 đến 68 cm và thân hình cong tròn, chúng giảm thiểu sự truyền nhiệt ra khỏi cơ thể và duy trì nhiệt độ trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cáo tuyết bắc cực là một thợ săn tinh ranh. Chúng săn mọi sinh vật nhỏ có thể tìm thấy trong môi trường của họ. Từ chuột lemming đến hải cẩu đeo vòng non, từ cá đến chim biển, chúng không kén người và thích ăn mọi thứ mà chúng có thể tìm thấy. Hơn nữa, chúng cũng sẵn lòng ăn các thức ăn khác như quả mọng, rong biển và côn trùng. Trong quá trình sinh sản, cáo tuyết bắc cực hình thành những đôi đơn giao phối và chúng sẽ ở cùng nhau để nuôi dưỡng con non trong các hang dưới lòng đất. Thỉnh thoảng, các thành viên khác trong gia đình cũng sẽ giúp chúng thực hiện công việc này, tạo nên một mô hình tập thể đầy quyết tâm và tình thương. Cáo tuyết bắc cực sống tại những nơi có nhiệt độ cực kỳ thấp, thậm chí xuống tận âm 70 C mà vẫn không bị rung động. Chúng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt này thông qua việc phát triển một bộ lông dày, nhiều lớp và có khả năng cách nhiệt cao, cùng với một hệ thống sinh học đặc biệt để duy trì nhiệt độ cơ thể. Một điểm đặc biệt nữa là lông trên lòng bàn chân giúp chúng cách nhiệt và di chuyển trên băng tuyết một cách dễ dàng. Với thính giác cực kỳ nhạy bén, cáo tuyết bắc cực có khả năng định vị chính xác con mồi dưới lớp tuyết và tấn công chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lông của chúng cũng thay đổi theo mùa, từ màu trắng trong mùa đông để ẩn mình trong bối cảnh tuyết phủ, đến màu xám nâu vào mùa hè để hòa mình vào môi trường xung quanh. Cáo tuyết bắc cực không phải loài ngủ đông và chúng hoạt động suốt cả năm. Điều này cần thiết để duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt của bắc cực, nơi mà thời tiết lạnh giá và tuyết phủ trắng xóa là chủ đạo. Trong mùa thu, chúng tích trữ chất béo và thỉnh thoảng có thể tăng trọng lượng cơ thể lên đến hơn 50%.
Điều này không chỉ giúp cách nhiệt cho cơ thể trong mùa đông mà còn cung cấp một nguồn cung năng lượng dồi dào khi thức ăn trở nên khan hiếm. Cáo tuyết Bắc Cực xây dựng những hang lớn không bao giờ rã đông để sống. Đây là những hệ thống hang động phức tạp, có thể rộng lớn tới khoảng 1.000 mét vuông và thường nằm ở những vùng núi đồi lạnh giá, nơi băng tuyết vốn phủ kín. Các hang có nhiều lối vào và được xây dựng từ nhiều thế hệ cáo trước đó. Đó là nơi chúng gửi gắm mọi sinh hoạt, từ nuôi dưỡng con non cho đến nghỉ ngơi và tránh trời lạnh. Trong mùa sinh sản, cáo thường hình thành các cặp đôi đơn giao phối, mỗi cặp bao gồm một con cái và một con đực. Chúng duy trì một phần lãnh thổ xung quanh hang để nuôi dưỡng con non. Giao phối thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 và thai kỳ kéo dài khoảng 52 ngày. Mỗi lứa cáo con có thể từ 5 đến 8 con, nhưng đặc biệt cũng có thể lên đến 25 con non, là một con số ấn tượng trong thế giới động vật ăn thịt. Cả cha lẫn mẹ đều chăm sóc con non, và chúng sẽ rời hang khi được 3 đến 4 tuần tuổi và cai sữa khi đạt 9 tuần tuổi. Đây là một sự cam kết đầy trách nhiệm của các phụ huynh để đảm bảo sự sống sót của thế hệ sau. Cáo tuyết Bắc Cực không kén chọn thức ăn và sẵn lòng săn mọi sinh vật nhỏ mà chúng có thể tìm thấy. Từ chuột lemming, chuột đồng đến thỏ và chim, chúng ăn mọi thứ mà chúng có thể bắt được. Khi thức ăn khan hiếm, chúng cũng sẵn lòng ăn các xác thối và thậm chí cả phân của mình. Chuột lemming thường là mồi phổ biến nhất trong khu vực mà cáo sinh sống, và một gia đình cáo có thể tiêu thụ hàng tá chuột lemming mỗi ngày. Ngoài ra, trong mùa đông, cáo còn săn hải cẩu con khi cáo con còn nhỏ và chưa thể tự săn mồi. Chúng cũng săn cá dưới băng tuyết và ăn quả mọng và rong biển. Điều này cho thấy chúng là loài động vật ăn tạp, có khả năng thích nghi với mọi điều kiện. Cáo tuyết Bắc Cực có kích thước trung bình từ phần đầu đến hết thân dao động từ 46 đến 68cm ở đực và từ 41 đến 55cm ở cái. Cân nặng trung bình của cáo đực là khoảng 3,5 kg, trong khi cáo cái trung bình khoảng 2,9 kg. Đây là những con số cho thấy sự tinh tế trong thiết kế của tự nhiên, cho phép chúng thích nghi và sinh sống trong môi trường khắc nghiệt nhất của hành tinh. Cáo tuyết Bắc Cực thuộc về chi Vulpes của tông cáo Vulpini trong họ hữu nhũ Canidae. Mặc dù trước đó chúng được phân loại vào chi Alopec, nhưng những nghiên cứu di truyền gần đây đã đưa chúng vào chi Vulpes cùng với nhiều loài cáo khác. Điều này chỉ ra rằng, mặc dù sống trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, cáo tuyết Bắc Cực vẫn là một phần của một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Cáo tuyết Bắc Cực, chiếc chân mềm mại trên tuyết đầu băng. Trong vũ trụ dày vò, có một sinh vật tinh tế, cáo tuyết Bắc Cực, Vulpes lagopus, với bộ lông nâu sang mùa hè và áo lông trắng mịn vào mùa đông. Được các Linnaeus miêu tả lần đầu vào năm 1758, loài cáo này mang tên gọi tiếng Hy Lạp cổ đại Aigou, Lagos, thỏ đồng, và Ucbous, chân, mô tả chính xác lông trên chân cáo giống như những gì bạn thấy trên loài thỏ sống trong khí hậu lạnh. Phân bố và môi trường sống. Cáo tuyết Bắc Cực là nhà cư trú của miền cực và sống trong vùng lãnh nguyên Bắc Cực ở Bắc Âu, Bắc Á và Bắc Mỹ. Từ Greenland, Iceland, Fennoscandia cho tới Svalbard, Jan Mayen vài đảo nằm trong biển Barents, chúng chiếm lĩnh khắp nơi. Tuy thích sống trên lãnh nguyên và tảng băng trôi, nhưng cũng xuất hiện trong rừng taiga ở Canada và bán đảo Kenai ở Alaska. Độ cao tối đa mà bạn có thể tìm thấy chúng là 3.000 mét trên mực nước biển, thậm chí còn thấy chúng trên băng biển gần Bắc Cực. Tình trạng bảo tồn. Mặc dù số lượng của chúng trên thế giới không đe dọa, nhưng có hai nhóm quần thể đang gặp nguy hiểm. Một là tại đảo Medny, quần đảo Commander, Nga, nơi số lượng cáo đã giảm khoảng 85-90% do bệnh ghẻ lở gây ra bởi ve ký sinh tai từ chó du nhập trong những năm 1970. Số lượng cáo tuyết ở Fennoscandia cũng giảm mạnh do săn bắn tràn lan khi giá lông cáo cực cao, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho quần thể. Cáo tuyết Bắc Cực đã trải qua nhiều thách thức và môi trường sống của chúng đang thay đổi do biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người. Tuy nhiên,
Sự kiên trì và sự thích ứng của chúng đã giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như Bắc Cực. Nhìn vào sự sống vững chắc của loài cáo này, ta có thể thấy một ví dụ về sức mạnh và linh hoạt của thế giới tự nhiên.